Vừa qua, mẫu SUV hạng B Honda HR-V 2022 đã bất ngờ xuất hiện tại thị trường Indonesia, khiến dân tình đứng ngồi không yên. Một số thông tin liên quan đến mẫu Honda HR-V 2022 sắp ra mắt tại thị trường này cũng đang nhận được không ít sự quan tâm từ phía người dùng. Theo đó, Honda HR-V 2022, bản dành cho thị trường Indonesia sẽ được trang bị khối động cơ 1.5 lít VTEC Turbo, tương tự như các mẫu xe cùng nhà Honda Civic, Honda CR-V và Honda Accord tại thị trường này. Với khối động cơ này, Honda HR-V 2022 sẽ có công suất 121 mã lực và mô men xoắn 145 Nm. Tuy nhiên, nhiều khả năng Honda HR-V 2022 bản Indonesia sẽ không được trang bị thêm tùy chọn động cơ hybrid giống như bản Thái Lan. Ở phiên bản 2022, Honda HR-V 2022 được đánh giá là lột xác hoàn toàn so với bản tiền nhiệm. Đối thủ của Toyota Corolla Cross được trang bị màn hình đa thông tin TFT 7 inch, hệ thống điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa, sạc điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, Honda HR-V 2022 tại thị trường Nhật Bản còn được trang bị tính năng Magic Seat với 3 chế độ điều chỉnh ghế thông minh, cốp xe với tính năng đóng mở bằng điện, mở rảnh tay, đá cốp cùng khoang hành lý với dung tích lên tới 319 lít. Về tính năng an toàn, mẫu SUV hạng B cạnh tranh với Toyota Corolla Cross được hãng xe cung cấp gói an toàn chủ động Honda Sensing. Nhờ đó, Honda HR-V 2022 sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại như hệ thống cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn tự động, cảnh báo va chạm và phanh tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Bên cạnh đó, Honda HR-V 2022 còn có thêm hệ thống 6 túi khí, cân bằng điện tử, ABS, EBD, camera lùi 3 góc quay, tính năng tự động khóa cửa khi xe lăn bánh và tính năng nhắc nhở dây đai an toàn.